Rồi, xin chào nha anh em. Chúc anh em có kỳ nghỉ lễ thật là gì được vui ha. Chỗ anh em vui không biết, nhưng mà ở đây mưa quá trời luôn. Mưa gì sao vui được. Này lên cho anh em coi con tem lửa biển số 65 nha anh em. Xe này xe nhà của anh em người ta chơi á, ta dọn tâm huyết á. Tại vì cái chắc xe nó còn zin đó nè. Ha, anh em dòm nè, đó. Cái dàn mà đồ á, cái dàn đồ ý nó nói là cả đồ phụ kiện với bạc sơn này kia đồ luôn ha, máy móc. Cái chắc xe tập này luôn, chân chống dựng luôn còn chân nè. Đậu 04 như thế nè, đó là con tem lửa dành nguyên con. Đối với mà cái phụ kiện mà chắc xe tầm này á, người ta bán sẽ không, cho anh em không dưới 40 mấy củ đối với con xe zin. À, còn như xe mình á, xe mình điện là nói chung là đầu nồi có chạm đó. Đầu nồi có chạm ha, chạm im ngon ở trên, chạm im ngon, nhưng mà quan trọng giá nè anh em. Đó, giá cực dễ chơi luôn, có hai mấy củ thôi anh em sở hữu được rồi đó. Hồi đó không có đủ điều kiện mà để mà chơi, bây giờ mình chơi được nè. Bô còn zin nè, bô 95 nè ha. Từng cái giò phụ kiện nè, giò thắng, giò đạp, giò số, nó tem gấp vừa còn đầy đủ cho anh em ha. Nè cái yên nè, yên là yên đế sắt luôn, yên tem lửa luôn nha anh em. Đó, đó chạy chỉ nè ha. Đó, để nói xe tâm huyết là anh em mua được mấy xe gì nó mới ngon nè. Đó, của gì mình chơi bạc sơn này cái đồ nó còn zin chắc nè. Đó, đầu cổ này cái đồ phụ kiện này cái đồ theo xe hết nó đẹp ha. Máy im ru, máy nè. Đó, xe dọn tâm huyết nữa vậy đó anh em. Đấy, cả cái thắng mà top trước như vậy bóp vẫn sáng này nên dầm á. À, đó, xe dọn tâm huyết mà máy ấm hiểm mà anh em nha. Đó, nhông sinh dẻ này kia đồ thay mới chân luôn, vỏ bánh này kia đồ anh em dầm đó. Đi đúng chuẩn gai mới chát à. Vậy là mình dễ mình xài, giờ mua chiếc cúp như vậy, chiếc cúp tùm như vậy, hai mấy cũ anh em mua không được xe zin đâu, cả chiếc cúp luôn. Đó, trong khi đó anh em mua con này anh em lại quá tuyệt vời, cái máy đang nổ đó. Đó, đầy đủ tính năng hết trơn, nhanh còi càng chết gì đầy đủ hết cho anh em luôn. Đó, anh em về anh em xài này đi đằng led luôn. Đó, cho anh em đi đêm khỏi sợ nữa, mà cà phê trễ trễ về khỏi sợ thiếu sáng luôn ha. Đó, máy im ru bạc sơn lắp hộp sơn anh em dầm. Anh em chơi tem lửa nhiều anh nói với anh em là anh em hiểu liền. À, cái chắc xe mà cái đồ nó còn cỡ này mà nó bán không dưới 4 ít đâu, tem lửa bây giờ á nó lúc nào nó cũng luôn luôn có giá trị theo thời gian hết á nha anh em. Nó bạc sơn rồi còn zin chân la phong la bổng gì á, nó mới làm luôn, làm mới chát luôn cho anh em luôn đó. Thấy không, không sợ một lường một giá, nó quan trọng này nè, về cái một lường mới làm, cái mất thời gian mở ra mở vô tùm lum tùm la, công thầy công thợ đó em cứu. À, đó anh em khỏi đi cúp đâu, anh em mua tặng cho ông bà già mình con xe này, cho ông bà đi chợ đi cà phê rồi cũng sướng nữa, người lớn tuổi ta rất là thích đó. Đối với mà những năm mà đó mà kêu mình gấp chiếc tem lửa này đâu phải chuyện đơn giản ha. À, bây giờ cơ hội mình xài rất là nhiều luôn, dễ, rất là dễ mua luôn. Nào con này bán anh em vô luôn cái là 28.500.000 biển số miền Tây mình, anh em cứ đi và dùng đó, không có nên mà rút hồ sơ xíu gì cứ vậy thôi. Nó cũng mới ra 5 con đó, khách ông khách cũng mới ra 5 con rồi, biển B2 luôn ha. Vậy thôi, giấy tờ đầy đủ mình đi thôi. Ở đây em ra luôn cái biên lai cửa hàng, biên nhận cửa hàng có bán cho anh em cái xe vậy đó, là nguồn gốc bắt đầu xuất xứ từ đây đó. Đó, máy nè quá dễ xài đó anh em, mua được giá tốt, chia sẻ anh em giá tốt đó. Thì nói tóm là nó vậy đó, đồ ghi trên xe nó còn full hết trơn á, bạc sơn này kia đồ nó còn, chỉ có là máy nào làm lại cho ấm thôi, chứ không làm thì không ấm được gì đâu. Bẩn thì là bẩn súp ben nha, bẩn này bẩn không biết bẩn ghi luôn súp ben đó anh em ơi. Cái bẩn này anh em có về anh em có thể tháo vào câu đi, chứ bẩn này em thấy cục độ dẻo luôn, cái cốc còn nè.
xe dọn tới tầm này thì không đi đồ dột đồ mà dởm vô được, anh em thấy đầu tư kia người ta anh em thấy gì đó đó, kiên đế sắt cỡ này ha, đó rất là dễ xài luôn, máy nó ấm hiểm luôn, máy im như xe điện là có thiệt đó. Tính ra bây giờ nó chọn trọn vẹn chưa được 5 phân vàng đó, chứ đừng có mà tới chỉ chưa được 5 phân nó hai mấy củ rồi. Con lượng giờ là 70-80 củ rồi đó, quá dễ chơi nha em, phân tích anh em thấy hợp lý alo liền ủng hộ nhanh nha, chậm là không còn đó nha anh em, chứ cái xe này cái máy là quá đỉnh đó, nổ đây đó không nghe đó à, đó em chú bà rù à đó. Về đi cà phê thật sự với anh em chứ anh em chạy ngoài đường là người ta dòm đó, mình chuẩn người đàng hoàng ha, ăn mặc gọn gàng đàng hoàng ha, đúng đồ lên đồ cái chạy cái tâm lửa này ngoài đường là ha, kể cả mà bản thân em luôn, em cũng rất là thích những anh em mà đi con những con tem thế này, còn đi mấy con SH này kia rồi thôi bình thường rồi không gì, ở đất thì nó chạy đầy ngoài đường có ở đâu coi đó, hợp lý thì nhớ like và chia sẻ cũng như đăng ký kênh ủng hộ Pháp Xe Máy nghe, chúc anh em vui vẻ.